Xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp những câu chuyện về Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Những ngày cuối của Nguyễn Văn Thiệu ở Việt Nam, bài phỏng vấn của tác giả Tina Hà Giang phỏng vấn Frank Snap. Một chút về Frank Snap. Frank Snap sinh ngày 3 tháng 5 năm 1943, là một nhà báo, nguyên là nhà phân tích chính về chiến lược Bắc Việt của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA tại Sài Gòn trong chiến tranh Việt Nam. Trong số 8 năm làm nhân viên CIA, ông ta đã làm việc với tư cách là người thẩm vấn, truy vấn điệp viên và là nhà phân tích chiến lược chính tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Ông đã được tặng thưởng huân chương tình báo cho công việc của mình. Snap là cựu nhà sản xuất KNBC TV ở Los Angeles, California. Anh ấy là một trong những người thổi còi đầu tiên người đã tiết lộ hoạt động bên trong bí mật và thất bại của các dịch vụ an ninh quốc gia trong những năm 1970 do thực kiện trong một vụ kiện năm 1980 của CIA đưa ra, tất cả các ân phẩm của Snap đều phải được CIA chấp thuận trước. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Frank Snap đứng trên nóc của tòa đại sứ Mỹ, thất thần chờ chiếc trực thăng cuối cùng đến bốc ông, đưa ra chiến hạm USS Denver rời Nam Việt Nam, đất nước ông ta đã phục vụ hai lần, 1969-1972 và 1972-1975. Nhà phân tích chính về chiến lược Bắc Việt của CIA trong cuộc chiến tranh Việt Nam trở về Mỹ, nhưng có lẽ chưa bao giờ rời khỏi Việt Nam. Giờ đây, 78 tuổi, Frank Snap sống một mình trong một chung cư ở West Los Angeles với con chó nhỏ. Trong phòng làm việc chứa đầy dấu tích của hai chuyến công tác đã thay đổi cả đời mình, Frank Snap cho chúng tôi biết ông đang viết thêm một cuốn sách nữa về cuộc chiến Việt Nam và cũng đang làm việc với một hãng phim Úc về sự tham gia của ông cho cuộc chiến này. Đã gần 50 năm rồi thì còn gì để viết thêm trong sách nữa? Tôi còn bị dằn vặt nhiều về những gì đã xảy ra. Tôi thấy mình còn nợ Việt Nam một món nợ tinh thần, khuôn mặt của bạn bè, người thông dịch, những người đã cộng tác và trung thành với Hoa Kỳ, kể cả những điệp viên vừa bỏ lại trong những ngày cuối cùng hoảng loạn ấy, đến giờ vẫn ám ảnh tôi trong những giấc mơ, ông tâm sự. Ngày cuối cùng của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu ở Sài Gòn mở đầu loạt bài trò chuyện với Frank Snap chúng tôi thực hiện cho BBC tại Nam California vào cuối tháng 10 năm 2021. Đầu tiên là câu hỏi về tình hình Nam Việt Nam trước ngày 25 tháng 4 khi Frank Snap đưa ông Nguyễn Văn Thiệu rời khỏi thủ đô Sài Gòn. Frank Snap: ngày 25 tháng 4 năm 1975, còn 4 ngày nữa là chiến tranh kết thúc, tình hình thật hỗn loạn. Chúng ta, tức là Mỹ, chưa thực sự bắt đầu một cuộc di tản đáng kể nào, trong đó đã có một số người Mỹ được đưa khỏi Việt Nam, nhưng nhiều người Việt đã không tìm được đường đi vì đại sứ Hoa Kỳ Graham Martin tin rằng sẽ có một thỏa thuận với Bắc Việt và từ đó Mỹ có thể dễ dàng giúp số người Việt di tản. Ông Martin tin rằng chỉ cần đưa ông Nguyễn Văn Thiệu rời khỏi hiện trường thì sẽ có được thỏa thuận, bất kể những gì điệp viên giỏi nhất của Việt Nam Cộng Hòa đã cảnh báo trước đó. Ông Thiệu từ chức hôm 21 tháng 4. Ông bị áp lực từ chức vì đại sứ Martin đưa cho ông xem một nghiên cứu tôi đã thực hiện cho CIA. Nghiên cứu cho thấy nhiều người ở Sài Gòn muốn lật đổ Thiệu vì tình hình chiến sự rất tồi tệ. Lực lượng 140.000 quân Bắc Việt đang bao vây quanh Sài Gòn. Từ chức rồi nhưng ông Thiệu vẫn chưa ra đi và vẫn còn ảnh hưởng. Phe Cộng sản Bắc Việt không biết điều gì sẽ xảy ra, họ không rõ liệu ông có tìm cách nắm quyền trở lại. Đối thủ chính trị của ông Thiệu như Nguyễn Cao Kỳ không biết ông Thiệu sẽ có giở trò gì tiếp tục hay quay lại nắm quyền. Trước tình hình đó, Trần Văn Hương, Tổng thống mới lên thay ông Thiệu, đến gặp đại sứ Martin nhờ ông đưa ông Thiệu rời khỏi hiện trường vì sự có mặt của ông lúc đó tại Việt Nam, theo ông Hương, bị đánh giá là khiến cho tình thế khó lường. Ông chính thức nhận được lệnh phải đưa ông Thiệu rời khỏi Việt Nam lúc nào, trong hoàn cảnh ra sao? Frank Snap: đại sứ Martin đến gặp ông Thomas Pola, trưởng văn phòng CIA tại Sài Gòn, thượng cấp của tôi. Ngày 24 tháng 4, một ngày trước khi chúng tôi đưa ông Thiệu đi, ông Martin nói phải làm thế vì ông Thiệu đang là yếu tố gây rối loạn. Ông Thiệu lúc ấy buồn khủng khiếp. Hoàng Đức Nhã, em họ của ông ấy, đã khuyên ông ấy đừng có động thi gì, hãy giống như Napoleon ở Elba, ngồi yên và chấp nhận số phận. Bà Thiệu thì lo lắng ai đó sẽ sát hại gia đình bà hoặc chồng bà.
và rời khỏi Việt Nam bay qua Bangkok. Tối ngày 24 tháng 4, đại sứ Martin bắt đầu làm việc với CIA để di tản ông Thiệu. Việc đưa ông Thiệu rời khỏi Việt Nam lúc đó là một trong những hoạt động nguy hiểm nhất mà CIA chúng tôi phải thực hiện. Tại sao việc đưa ông Thiệu rời khỏi Việt Nam lại là một công tác nguy hiểm như vậy, thưa ông? Frank Snap, sếp tôi, Polka, sau này kể lại rằng việc đưa ông Thiệu đi diễn ra rất nhịp nhàng, nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Việc La nói là nhịp nhàng là việc thu xếp sao để cho có một chiếc máy bay, đó là chiếc máy bay mà chính ngài đại sứ từng dùng khi đi ra nước ngoài. Đó là chiếc máy bay tầm ngắn nhưng có thể bay đến Đài Loan, nơi mà anh trai ông Thiệu làm đại sứ. Vì vậy, được cho là một nơi trú ẩn, an toàn cho ông Thiệu. Chiếc máy bay đó được đưa đến và giấu kín trong một khu của phi trường Tân Sơn Nhất. Bí mật là điều tối quan trọng trong việc đưa ông Thiệu đi. Chúng tôi lo nếu ai đó như ông Nguyễn Cao Kỳ biết được thì việc này họ có thể thực hiện cuộc đảo chính vào phút cuối và ông Thiệu có thể bị ám sát. Tình hình như thế nào trong ngày 25 tháng 4, ngày ông Thiệu được CIA đưa ra khỏi Việt Nam? Ông còn nhớ không? Frank Snap, một số việc xảy ra vào ngày 25 tháng 4 khiến cho tình hình thêm rối rắm. Người Nga phản đối đề nghị của Mỹ, nói rằng có vẻ những Bắc Việt sẽ không cố làm bé mặt Hoa Kỳ. Henry Kissinger, cố vấn an ninh đặc biệt của Tổng thống Ford, diễn giải thông điệp này của Liên Xô là chúng ta, tức là Hoa Kỳ, vẫn còn thời gian để thương lượng một thỏa thuận với Bắc Việt. Một lần nữa, đây là những phán đoán hết sức sai lầm. Nhưng việc đưa ông Thiệu rời khỏi Việt Nam lúc đó với hai ông Kissinger và Martin là một phần của kế hoạch biến cuộc dàn xếp chính trị mà họ nghĩ là có thể ngày thành hiện thực. Vì vậy, sáng hôm đó có sự phấn khích rất lớn với suy nghĩ là phe Liên Xô cũng đang chuẩn bị cho điều này. Bắt phía Bắc Việt phải có một thỏa thuận nào đó. Yếu tố thứ hai tạo ra căng thẳng lớn ngày hôm đó là chúng tôi nhận được tin từ Hà Nội, một tín hiệu giả rằng Bắc Việt sẽ sẵn sàng cho phép tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn sau khi ngừng bắn ở lại Sài Gòn sau khi ngừng bắn. Điều đó có nghĩa có vẻ như Bắc Việt sẽ không xóa sổ miền Nam, họ sẽ cho phép một chính phủ Nam Việt Nam được tồn tại ngay cả khi Bắc Việt chiếm được sau Sài Gòn, và nếu chính phủ này tồn tại thì tòa đại sứ Mỹ có thể tiếp tục hoạt động tại Sài Gòn. Vì vậy, dưới lãnh đạo Hoa Kỳ luôn kỳ vọng là đơn giản chỉ cần ông Thiệu biến mất thì một phép màu sẽ xảy ra. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu chiều hôm đó xếp CIA Puga và đại sứ Martin bảo tôi phải tham gia vào điều vụ này. Tôi sẽ là tài xế của ông Thiệu và đi cùng xe ông Thiệu sẽ có cựu thiếu tướng Charles Tham, người đã giải ngũ, hiện đang làm việc cho CIA và cũng biết ông Thiệu rất rõ. Chuyến đi cuối cùng của ông Thiệu ra phi trường, cựu thủ tướng Trần Thiện Khiêm được thu xếp làm thành phần của đoàn xe này. Ông Khiêm sẽ ngồi trong chiếc xe đi đầu do một đồng nghiệp CIA của tôi cầm lái. Sếp tôi, Tom Pola, sẽ ngồi trong chiếc xe đi đầu đó. Ông Pola cũng là mời một sĩ quan cảnh sát cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa tham gia công tác này, vì ông dự trù là lỡ đoàn xe bị chặn trên đường đến phi trường Tân Sơn Nhất thì sẽ có một sẵn một sĩ quan cảnh sát cấp cao của Việt Nam giúp chúng tôi thoát hiểm. Lúc đó, con đường quanh nơi Tổng thống Thiệu trú ẩn cách không xa phi trường Tân Sơn Nhất lắm đã bị chặn khắp nơi và giới nghiêm, không ai được ra khỏi nhà khi màn đêm buông xuống. Chương trình là chúng tôi sẽ lái xe khoảng 10 phút từ điểm hẹn đến một khu vực đen kịt không thắp đèn của Tân Sơn Nhất. Chúng tôi phải di chuyển trong bóng tối và phải đưa hai ông Thiệu Khiêm an toàn lên máy bay. Nhận được lệnh vào khoảng 5 giờ chiều hôm đó, tôi vô cùng lo lắng vì biết có nguy cơ rất lớn là sẽ có nỗ lực ngăn chặn đoàn xe và chúng tôi có khi sẽ phải nổ súng để thoát. Vì vậy, tôi giấu vũ khí trong túi và một khẩu súng lục bên dưới chỗ ngồi. Tất cả những người Mỹ khác tham gia về điệp vụ này và những người đi cùng xe với ông Trần Thiện Khiêm cũng trang bị vũ khí sẵn sàng cho một cuộc đọ súng khủng khiếp. Không ai có ảo tưởng nào rằng nếu thực sự có âm mưu đảo chính hoặc âm mưu sát hại ông Thiệu, chúng tôi sẽ thoát hiểm dễ dàng. Bởi chúng tôi nghĩ rằng bất cứ kẻ nào tìm cách ngăn chặn đoàn xe cũng sẽ bị trang bị vũ khí tận răng, kẻ thù khắp nơi. Quân đội Bắc Việt lúc ấy chỉ còn cách Sài Gòn khoảng 20 phút. Bối cảnh xung quanh việc đưa ông Thiệu ra khỏi Việt Nam diễn ra như thế nào, thưa ông? Frank Snap, khi đoàn xe bắt đầu đi dọc theo ngoại ô Sài Gòn, tên lửa bắn vút lên trời và khi tập trung tại tư dinh của Thủ tướng Trần Thiện Khiêm tại Bộ Tổng Tham mưu Việt Nam Cộng Hòa, điểm khởi đầu của cuộc hành trình khá gần Tân Sơn Nhất, qua radio, chúng tôi nghe tiếng đạn nổ dấu hiệu cho thấy
đang chạm súng ngay tại tòa đại sứ Hoa Kỳ ở trung tâm Sài Gòn, cách đó khoảng 5 dặm. Tình hình lúc đó căng thẳng khủng khiếp, sếp tôi, Pola, đã quên viết giấy thông hành. Trong thiệu, thời đó nếu muốn được Hoa Kỳ bảo trợ và di tản, bạn phải có giấy thông hành. Nhưng trong lúc vội vàng, ông Pola đã quên, vì thế Pola và tướng Thames hôm ấy đã bước vào căn nhà nơi mọi người tụ họp loay hoay, ký giấy tờ để ông Thiệu có thể hợp pháp chuyến máy bay của Hoa Kỳ rời khỏi Việt Nam. Khung cảnh hết sức hỗn loạn. Chiếc xe tôi lái là xe của tòa đại sứ đã được ngụy trang. Chúng tôi đã thay bảng số để nó trông giống như một chiếc xe ngoại giao bình thường. Tất cả xe khác cũng được ngụy trang tương tự. Chúng tôi làm thế để giảm thiểu nguy hiểm. Ông Thiệu đợi chúng tôi ở một ngôi nhà gần đó. Tôi thì đứng bên ngoài căn nhà ở điểm hẹn, chờ ông đến. Tôi nhớ là ông Thiệu đến bằng xe Mercedes, nhưng có người nói là ông Thiệu đi bộ tới. Ông Thiệu trang phục đẹp đẽ, trông như một người mẫu của tạp chí quý ông lịch lãm Gentleman Quality vùng Viễn Đông. Tóc ông vuốt ngược ra đằng sau và mặt bôi kem, trông ông cực kỳ ấn tượng và tự chủ. Nhưng người bạn của chúng tôi, vị cựu tổng thống, đã uống một chút, vì từ người ông người thấy mùi whisky và mùi nước hoa đắt tiền. Tôi nhớ rõ như in điều này bởi vì cảm quan của tôi lúc ấy cực kỳ bén nhạy. Tôi cảm nhận được mọi thứ quanh mình, được môi trường xung quanh, rằng bóng tối lúc đó đang buông xuống và những loạt đạn pháo đang được bắn ra, tên lửa xẹt qua lại chỉ cách chỗ đó một quãng ngắn. Hai ông đến gần đoàn xe và ông Thiệu chui vào sau xe của tôi. Tướng Thames, người Mỹ được cờ thắp thùng ông Thiệu, cũng là một người bạn cũ của ông, cùng ngồi cái sau với ông ấy. Tôi nhớ là hình như có một hay hai vệ sĩ của ông Thiệu cũng đã ngồi vào sau. Tôi không nhớ rõ lắm vì là lúc đó đang ngồi ở ghế tài xế và luôn nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu để xem có ai đến gần xe của chúng tôi từ hai bên. Chỉ nhớ rõ là tướng Thames ngồi cạnh ông Thiệu, và trước khi tôi kịp tra chìa khóa vào xe, một vài phụ tá của ông Thiệu từ đâu xuất hiện khiêng những vali. Họ mở cửa sau xe của tôi và bỏ vali vào. Trong cuốn The Sand Interval, ông viết là những chiếc vali này chứa đô la hay vàng. Ông có thể nói rõ về điều này. Frank Snap, khi viết phiên bản đầu tiên của hồi ký về sự kiện này, tôi nói mình nghe tiếng kim loại va vào kim loại. Trước đó, tôi cũng đã được nghe nói rằng ông Thiệu có thể sẽ mang theo một số vàng của ông khi lên xe ra đi. Thực tế, ông Poga, cấp trên của tôi, người sắp đặt tất cả mọi việc, đã nói điều này có thể xảy ra. Sau này có rất nhiều tranh cãi về việc những vali đó có vàng hay không. Tôi phải nói cho bạn biết điều này là không ai biết chắc việc này, ngoại trừ ông Thiệu và tôi, có thể một vài người khác. Tất cả những người bình luận sự việc, gồm ông Poga, cũng không biết rõ. Tôi là người ngồi trong xe, tôi thấy mọi người bước ra từ bóng tối và tôi thấy họ bỏ vali lên xe trong tiếng chạm của kim loại từ những vali đó. Nhân tiện, tôi cũng muốn nói thêm là tôi chưa bao giờ có ý nói là ông Thiệu mang vàng từ ngân khố quốc gia đi theo. Tôi nghĩ ông chắc chắn mang theo một số tài sản của riêng mình, bởi vì ông không chắc sẽ bao giờ quay trở lại Việt Nam. Vì vậy, điều đó hoàn toàn hợp lý. Ngoài ra, ngân khố quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa vẫn nằm nguyên trong ngân hàng quốc gia ở Sài Gòn. Đoàn xe đưa ông Thiệu và tùy tùng đi có đông không? Và khung cảnh Sài Gòn lúc đó thế nào? Frank Sinep, đoàn xe có 4 chiếc xe. Xe chở ông Khiêm đi đầu, xe tôi là xe thứ 2. Có chiếc xe thứ 3 và tôi nghĩ có một chiếc xe thứ 4 đi sau xe chúng tôi. Khi chúng tôi ra khỏi khu bộ tổng tham mưu hướng tới phi trường Tân Sơn Nhất thì đã khoảng 7 hoặc 8 giờ tối. Đường phố tương đối vắng vẻ, ngoài trừ trạm kiểm soát. Nhìn đâu tôi cũng thấy trạm kiểm soát, quân lính miền Nam Việt Nam và cảnh sát có mặt khắp nơi. Và nỗi sợ của chúng tôi là một trong những người ở các điểm kiểm soát này sẽ tìm cách làm đến sỉnh sử, ngăn chặn đoàn xe và giết chết ông Thiệu. Tôi được giao trọng trách đưa ông an toàn rời khỏi Việt Nam và tôi cảm được trách nhiệm nặng nề khủng khiếp này. Khi xe chuyển bánh, tướng Thimet bắt đầu trò chuyện với ông Thiệu. Họ nhắc lại những chuyện xưa lúc ông Thiệu còn là tư lệnh quân khu 1 trong những vùng phe cộng sản đang chiếm giữ. Và ngay lúc đó, tướng Thimet giới thiệu tôi với ông Thiệu, nói tôi cũng là nhà phân tích giỏi nhất của tòa đại sứ và vì thế ông Thiệu đang được một tài xế hạng sang chở ra phi trường. Ông Thiệu nói đùa một cách mơ hồ rằng tài xế ở đây lái xe giỏi hơn ở Bangkok nhiều và tài xế ở Bangkok khá bạt mạng. Đó là cảnh tượng kỳ quái nhất mà bạn có thể hình dung ra được. Tôi thực sự sững sờ trước cuộc trao đổi đó của ông Thiệu, trông có vẻ rất thoải mái nhưng đồng thời cũng rất căng thẳng. Tôi có thể nhìn thấy gương mặt của ông trong gương chiếu hậu. Đoàn xe phóng về phía trước. Chúng tôi qua một trạm kiểm soát,
một chạm nữa và được vẫy tay cho đi. Có ông đại tá cảnh sát người Việt ngồi trong chiếc xe dẫn đầu vẫy tay chào và dẫn đường. Không ai nhìn xem trong đoàn xe có những ai. Tôi nghĩ đây là một đoàn xe ngoại giao. Có lẽ họ nghĩ đây là một đoàn xe ngoại giao đang trên đường đến một cuộc họp ngoại giao nào đó. Tôi không nhận ra rằng chúng tôi đang đưa cựu thủ tướng chính phủ và cựu tổng thống của đất nước họ đến nơi an toàn. Khi ra gần đến phi trường, chúng tôi đi ngang qua đài tưởng niệm có hàng chữ sự hy sinh cao cả của đồng minh sẽ không bao giờ bị lãng quên, được xây để tưởng niệm những người lính Mỹ đã chết ở Việt Nam. Khi xe vượt hẳn khỏi qua nơi này, tôi chợt liếc vào chiếc gương chiếu hậu và nhìn thấy những giọt nước mắt lan dài trên khuôn mặt ông Thiệu. Sau này một số người không có mặt ở đó cho rằng ông Thiệu chắc chẳng bao giờ khóc. Tại sao không? Ông ấy đang rất đau buồn. Ông đang mất đi đất nước của mình. Ông giống như Napoleon bị đẩy lên đảo Elba. Ông hoàn toàn là một kẻ lưu vong, bị mọi người ghét. Người Mỹ cho rằng ông là chướng ngại vật của một thỏa thuận có thể cứu mạng sống của mọi người, muốn tống cổ ông đi. Địch thủ chính trị của ông muốn giết ông và ông bị người tham gia vào công tác này ghét bỏ. Cảm nhận của cá nhân ông về Nguyễn Văn Thiệu lúc đó ra sao? Frank Sinep, tôi không ghét ông ấy. Tôi chỉ đơn giản muốn được an toàn đến sân bay, nhưng tôi không có ảo tưởng nào về sự thù địch mà ông Thiệu phải đối diện ở khắp nơi. Với tư cách cá nhân, tôi vô cùng xúc động khi thấy một người đang lâm cảnh vô cùng tuyệt vọng. Tôi cũng kinh ngạc khi thấy ông có thể tự chủ được đến vậy. Ý tôi là đang phải đối mặt với sự sỉ nhục lớn nhất mà bất kỳ một tổng thống nào của đất nước phải đối mặt mà ông vẫn kiềm chế được, nhưng lại rơi nước mắt cho những người Mỹ đã hy sinh ở Việt Nam. Khoảnh khắc ấy tôi không bao giờ quên. Đoàn xe tiếp tục đi. Có lúc chúng tôi bị chặn lại. Thấy ông đại tá cảnh sát người Việt trong xe đi đầu nói chuyện với những người ở cạnh trạm kiểm soát, tôi đã nghĩ chết cha, có thể gặp chuyện rồi. Đây có thể là lúc súng có thể nổ và mọi người sẽ chết. Nhưng lúc đó chúng tôi được vẫy tay cho đi, rồi cũng đến khu vực của phi trường nơi chúng tôi sẽ bàn giao ông Thiệu, ông Khiêm, những người còn lại trong nhóm họ. Tất cả đèn thình lình tắt ngúm, trời tối đen như mực. Tôi làm mờ đèn xe đi như được yêu cầu và cứ thế lái đi trong bóng tối không thấy gì. Bỗng nhiên ngay phía trước xe có một bóng tối mù mờ. Tôi thấy Cepola đang chạy xuống phi đạo. Xe tôi suýt nữa đụng vào ông. Tôi thắng gấp vào mọi người ở đằng sau bay về phía trước, đập lưng vào ghế của tôi. Ông Thiệu và tướng Tham bị trượt khỏi ghế ngồi. Quang cảnh lúc ấy cũng giống như một khúc phim hài, nhưng đồng thời cũng rất khủng khiếp. Tôi xin lỗi và xe nhích về phía trước. Cuối cùng tôi thấy dáng chiếc máy bay đợi ông Thiệu và dừng xe lại. Đại sứ Graham Martin đến đây bằng nẻo đường khác, vì chúng tôi không muốn tất cả các vị chức sắc này tụ họp cùng một chỗ và cùng bị giết chết. Nếu có một cuộc phục kích, đại sứ Martin đang chờ để nói lời từ biệt với vị tổng thống cuối cùng của đất nước mà chúng tôi đã ủng hộ. Tướng Shackleton ra khỏi xe. Ông Thiệu vươn tay nắm lấy tay tôi, nói bằng thứ tiếng Anh có giọng Pháp. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn. Tôi thật xúc động. Biết đâu ông Thiệu chẳng có lúc ngờ rằng tôi có mặt trong chiếc xe đó để giết ông. Ông không thể nào biết chúng tôi là ai mà cũng chỉ có một lựa chọn là phải tin rằng người Mỹ sẽ cứu và đưa ông đến chốn an toàn. Trên thực tế, nếu chúng tôi giết ông thì cũng giải quyết được vấn đề. Phe Cộng sản chỉ muốn ông Thiệu biến mất. Họ không quan tâm là chúng tôi đưa ông đi di tản hay cho ông nằm đất. Vì vậy, nếu tôi là Tổng thống Thiệu, tôi rất lo ngại. Không biết người đàn ông lái xe này đưa mình đi là ai. Nhưng ông cảm ơn tôi. Ông nói gì? Nhưng tự hỏi có phải ông cảm ơn 55.000 người Mỹ đã bỏ mình ở Việt Nam. Những ý ngày tôi nhớ rõ, do luôn phải mang theo mình cuốn sổ tay. Và sau đêm đó tôi viết ngay xuống những gì đã xảy ra, vì biết mình vừa sống qua những thời khắc lịch sử. Sau gần 50 năm ôn lại việc Hoa Kỳ đưa ông Thiệu ra khỏi Việt Nam lúc đó, ông có những suy nghĩ gì? Frank Sieff. Phải nói là tôi mãi mãi bị ám ảnh với dằn vặt và nỗi tiếc. Suy nghĩ lúc đó của Đại sứ Martin và của Ngoại trưởng Henry Kissinger là sự biến đi của ông Thiệu sẽ giúp họ có được một thỏa thuận với Phe Cộng sản. Họ tin như vậy. Bất kể việc Võ Văn Ba, điệp viên giỏi nhất của Việt Nam Cộng Hòa, người mà tôi đích thân tiếp xúc, đã cảnh báo với họ hai lần trong hai tuần lễ trước đó rằng Phe Cộng sản sẽ không thương lượng gì cả mà sẽ tiến chiếm Sài Gòn. Dịp Sài Gòn kịp để ăn mừng sinh nhật Hồ Chí Minh, họ bị đối phương lừa ngay từ đầu và tin vào kẻ thù hơn là tin chính người của mình. Điều này có nghĩa là gì? Việc khăng khăng ôm lấy ý tưởng sẽ đạt được một thỏa thuận với Bắc Việt sau khi đưa ông Thiệu rời khỏi Việt Nam đã khiến Đại sứ Martin cảm thấy không cần phải có ngay một kế hoạch để di tản
một cách có trật tự. Những người Việt Nam đã làm việc trung thành với Hoa Kỳ, đại sứ đã trì hoãn kế hoạch đó cho đến những phút cuối cùng hoảng loạn. Chỉ vài giờ sau khi ông Thiệu ra đi, Henry Kissinger nói chúng ta sẽ có 3 tuần để tiếp tục sơ tán rồi sẽ có các cuộc đàm phán sau. Sau đó chúng ta sẽ có một chính phủ liên minh, Graham Martin cũng tin như vậy. Điều đó thật điên rồ và rất nhiều người Việt Nam tôi biết đã phải trả giá cho sự điên rồ đó bằng mạng sống của họ. Nhiều người bị tạm giữ, nhiều người khác bị giết chết, kể cả đặc vụ giỏi nhất mà chúng tôi có. Nỗ lực đưa ông Thiệu rời khỏi Việt Nam là một trong những công tác nguy hiểm nhất của CIA ở Việt Nam, nhưng đó là điều vô nghĩa mà cũng chỉ cố cho ảo ảnh là chúng tôi vẫn còn nhiều thời giờ để hành động. Tôi còn nhớ rõ cảnh ông Thiệu ra khỏi xe bước về hướng máy bay tối hôm ấy, đoàn tùy tùng của ông làm theo và tôi cũng ra khỏi xe, đạn tên lửa vẫn bay vèo vèo dọc theo vành đai thành phố. Đại sứ Martin không nói gì với ông Thiệu ngoài lời từ giã, và khi ông Thiệu mất hút vào trong lòng máy bay, đại sứ thình lình bước xuống khỏi thang máy bay rồi cúi người nắm lấy chiếc thang, giật băng nó ra khỏi chiếc máy bay. Tôi chạy đến hỏi tôi có thể giúp gì được không. Không, 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 ông xua tay. Tôi nhớ, đã nghĩ hình như những gì vị đại sứ đang làm là xé đứt chúng tôi khỏi tất cả những gì đã trói buộc với nhau trong quá khứ. Ông vừa từ biệt Tổng thống Hoa, mà Hoa Kỳ đã ủng hộ trong 5-6 năm. Mọi hình ảnh trong tôi đến giờ vẫn còn rất sống động. Đại sứ Martin lúc đó đeo kính gọng sừng, trông ông giống như một giáo sư, chứ không giống một vị đại sứ đã chủ trì một trong những khoảnh khắc xấu hổ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và chắc chắn là lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi hỏi, đại sứ, còn cần tôi làm gì nữa không? Ông nói không, xong rồi, xong rồi, xong rồi.